Sau đó thì bà ngoại. Nhưng mà hầu như đa số thì bây giờ thì có bà nội hay bà ngoại thì buổi tối đêm ấy thì đa số tôi vẫn là anh chăm. Còn ông bố nói chung là cũng cao cao tuổi rồi, nhưng mà vấn đề về mức độ chăm trẻ sơ sinh thì chắc là còn học sinh lắm. Nghe bây giờ ví dụ như là về pha sữa nè, thấy không? Ôi, không có nè. Hết. Cái đây là có hết. Có biết hết luôn rồi. Biết hết luôn rồi. Bây giờ kiểm tra nhẹ nhẹ đi, giờ pha sữa bao nhiêu độ? Pha sữa hả? Bao nhiêu độ nha, là chính xác nha. Pha sữa thì khoảng tầm 30 độ thôi. Chắc không? Chắc. Chào Tân. 40 độ. 40 độ hả? 40 độ chứ 30 độ thì là nó còn hơi lạnh. Thế lại là học sinh rồi. Chết thôi. Vậy thì đa phần là buổi đêm là anh chăm hai mẹ con luôn. Có cái lúc nào đó mà là anh mệt mà anh kiệt sức luôn không? Tại vì thật ra mà nói nha, em đã từng trải qua cái cảm giác mà là chăm vợ và chăm con. Lúc mà là cả ông bà nội và ông bà ngoại không có rảnh á, mà mình phải thầu hết luôn á, mà mặc dù là mình đã làm việc rất là mệt đi về nhà rồi, mà phải chăm thì cái đó là trách nhiệm của mình. Có bao giờ anh rơi vào trường hợp đó không? Thực ra thì nếu mà để chăm về buổi đêm ấy thì đến sợ nhất đấy khoảng thời gian từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng. Lúc ấy trẻ con mà bé nó dậy thì ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12 2020 đây, và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Đầu tiên anh Tuấn xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và gửi chào đến hai MC dễ thương và đẹp trai. Em xin được hỏi anh Tuấn nha, cảm giác lần đầu tiên khi mà biết tin vợ mình mang thai như thế nào? Sốn sang không anh? Ngất ngây không? Hơi thở dài này. Ủa mất mới gì có con mình muốn chết luôn mà thở dài. Thì thở dài là như kiểu là chút đi một cái gì đó và mình đang mong chờ. Dạ đó tâm lý ấy, đúng không? À, đúng rồi. Bởi vì mình đang rất là muốn cái đứa con này. Dạ. Đột nhiên bà xã nói là bà xã có bầu, sung sướng vô cùng. À luôn. Thì là cái lúc trong khoảng thời gian đó thì là hai vợ chồng cứ bắn y xì là đùng luôn, dính nào dính đúng không? Xong cái tự nhiên cái hướng hồ nó dính. Ủa thì có gì đâu, nè ở đây nè, đều là những đàn ông mà là đã có vợ thêm một bụng con nữa. Thấy không? Còn ngại gì nữa trời. Đôi lúc mình phải cần lộ liễu mà cần ngay thẳng vậy anh. Không phải như vậy á. Nè bây giờ nha, bây giờ là anh đã sợ lộ liễu không? Em lộ cho anh coi luôn nè. Em nha. Đi. Em bắn một lần là dính. Một phát ăn ngay á. Một phát ăn ngay. Em là sư phụ của anh. Anh ấy phải chờ đến 2 tháng. 2 tháng? 2 tháng. Đâu có gì đâu anh, tại vì thực ra mà nói á, 2 tháng lại còn phải đổi gió ra ngoài Hà Nội nữa cơ. Trời ơi. À, nhưng mà ở đây là không có linh nghiệm. Không, nhưng mà thực ra mà nói á, tại vì là do cũng một phần bản thân vợ chồng em may mắn thôi. Đó, chứ thực ra mà nói con là trời cho mà, đâu phải mình muốn là có đâu. Có rất là nhiều cặp vợ chồng á nha, em thấy nha, họ thả rất lâu mà thậm chí họ thử rất là nhiều cách luôn. Muốn có con đó nhưng mình liễn không có được. Nó khó tới cái mức độ đó. Còn gì thì cái quá trình mà là chăm sóc vợ bầu nó sao anh? Đầu tiên là cái tâm lý đó. Lại cười. Cái tâm lý đầu tiên là khi mà mình biết là mình sắp sửa có baby đó, thì mọi cái vấn đề là ABC rồi nặng nhọc hay này nọ thì quên hết đi. Quên hết. Mình hãy chú trọng vào cái mục đích cuối cùng của mình. Đó là con cái. Đó. Nên tất cả cái vấn đề mà bà bầu mà khó chịu hay là ốm nghén đồ này nọ nghén gì thì mình phải chấp nhận thôi. Vậy chị nhà ốm nghén thì sao anh? Hai tháng đầu tiên ấy thì khó chịu, rất là khó chịu. Ăn uống rồi cáu gắt. Uống dễ không anh? Uống dễ không? chắc là dễ. Chắc là dễ. Chắc là dễ mà cái môi á nó lên tới mang tai luôn. Trời lắm mà bây giờ anh thử ví dụ những cái món nào mà là anh gần như là anh đinh, anh bứt hết đầu tóc luôn mà không binh được cái món đó coi. Có cái món nào khó vậy không anh? Thì bà xã bà ăn theo kiểu là nhìn thấy trên mạng thích cái món gì thì ăn thôi. Bây giờ mà mình mà có lấu ra thì cứ để nguyên một cái mâm như thế này.
Đó. Mới lại hai đứa lại theo kiểu phong cách Bắc Nam nữa. Mình thì thiên về món Bắc. Bà xã lại thích những cái món Nam. Đó. Dạ, người Nam à? Dạ. Vợ mình người Nam, người Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó, lòng chỉ mong muốn về. Ôi trời, chết vậy trời ơi, mới gọi là mát mày, mát mặt anh em luôn á nha. Khen người phụ nữ của mình đúng không? Lòng mong muốn về. Lòng mong muốn về. Thì đó thì lòng mong muốn về mà. Tức là về là trốn luôn đi. Là sao, có nghĩa là về với vợ hay là về luôn? Là mong vậy luôn á, không đi lại á. Cái gì vậy cha? Trời ơi, làm chứ em nghĩ là một cái hướng mà là nó đẹp đẽ đi xíu. Nè, nói gì nói chứ chăm vợ bầu cũng cực lắm. Nhưng mà với cái nghề của anh nữa, nghề của anh là phải rất là chú trọng về cái khẩu phần ăn. Đúng rồi, ăn uống á. Vậy anh đâu thế nào mà là ăn theo vợ mà được đúng không? Khi ban đầu nói là mình thì ăn món Nam không có hợp. Vợ thì ăn món Bắc không hợp. Nên về cái khẩu phần ăn thì đến khi mà vợ có bầu ấy thì là mình phải theo vợ luôn. Vợ ăn gì thì mình theo đó. Chứ giờ mà mình cứ theo vợ không thể để theo mình được, nên phải ưu tiên bà xã là. Vậy thì là trong cái mùa dịch thì chúng ta phải thay đổi rất nhiều về cái cách sống nè, cũng như là thậm chí là kể cả công việc của mình nữa. Lúc đầu bình thường thì mình có thể kiếm được rất là ổn với công việc như vậy, nhưng mà bây giờ nó phải thay đổi rồi. Vậy thì là với công việc mà nó bị ảnh hưởng như vậy thì là anh làm những gì để mà anh thay đổi cái thu nhập cho gia đình của mình? Nếu mà Covid thì về những cái công việc ở trong showbiz ấy thì nó rất là hạn chế, rất là ít. Thì song song đó thì mình cũng có một cái lượng fan trên Facebook, rồi mình kinh doanh, nói chung là tập tành kinh doanh thời thế thời mình phải theo thôi. Như là online đó, các loại kiếm mà bị được luôn á. Hải sản rồi trái cây đó. Em nhiều khi nhiều bạn trong giới ấy, cũng mua sầu riêng của mình thì đặt tên cho mình là Tuấn Sầu. Thì cái lúc mà là chăm sóc vợ bầu là đã là một vấn đề rồi, thì cái lúc sinh nở thì sao anh? Mọi thứ nó có thuận lợi không ạ? Có theo như ý muốn không? Nếu mà nói theo như ý muốn thì cũng được 50-50 thôi. Rồi thì cũng nói chung là cũng theo gọi là mọi người tư vấn nhiều lắm, rồi bệnh viện sinh bệnh viện này này, bệnh viện ABC, nói chung là theo một cái bệnh viện nhất định, rồi cái đồ mà phục vụ cho bà bầu và trẻ sơ sinh thì cũng mọi người tư vấn là mua đầy đủ, cuối cùng có thứ thừa có thứ thiếu. Cần về bệnh viện thì đặt mục tiêu là cái bệnh viện đấy rồi thì vào ấy thì cũng ok. Vậy thì là quá trình sinh nở là thuận buồm xuôi gió, mẹ tròn con vuông. Cái cảm giác của anh khi mà bế con mình vào lòng lần đầu tiên á, như thế nào? Lần đầu tiên có được bế đâu? Đó. Không được luôn. Thì vừa sinh vì vợ mình sinh mổ mà. Vừa sinh vậy mổ là bé phải nằm ở trong lòng. Thì đưa ra thì bác sĩ bảo không cho bế, đưa vào lòng. Mình chờ 6 tiếng sau, 8 tiếng sau, đó, 8 thì, tiếng. Thì đó, thì là cái cảm giác của anh khi mà là đã qua cái khoảng thời gian chờ đợi đó rồi đó, là anh được lần đầu tiên để mà là anh ẵm con mình á, thì cảm giác như thế nào? Bé nó mà nó bé mang tiếng 3.7 nha. Bé có chút ép, tại mình to. Trời ơi, con mình này trời ơi. Sao mà mình to này mà sao con mình biết chút ép này. Nó thương lắm. Lúc đó đừng nhiều đâu mà nản, đâu có dám mạnh tay sợ đau rồi này cái nọ đúng không? Cầm thấy sợ đau như Tân vừa nói đấy. Sợ đau rồi đưa nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đâu có dám. Mà cũng được, nếu mà bế chắc tầm được 5-10 giây. Chúng ta bế nhiều sợ con đau. Vậy là cái khoảng thời gian đầu tiên á, là việc chăm sóc vợ và chăm sóc trẻ sơ sinh, là anh có được sự hỗ trợ của ai không hay là mình anh thầu hết? Về thời gian đầu thì 2 tuần đầu thì có sự hỗ trợ của bà nội. Thì bà nội cũng bay từ Bắc vô Nam để chăm cháu. Sau đó thì bà ngoại. Nhưng mà hầu như đa số thì bây giờ thì có bà nội hay bà ngoại thì buổi tối đêm ấy thì đa số tôi vẫn là anh chăm. Còn ông bố nói chung là cũng cao cao tuổi rồi, nhưng mà vấn đề về mức độ chăm trẻ sơ sinh thì chắc là còn học sinh lắm. Bây giờ ví dụ như là về pha sữa nè, thấy không? Ôi, không có hết. Cái đấy là có hết. Có biết hết luôn rồi. Biết hết rồi. Biết. Bây giờ kiểm tra nhẹ nhẹ đi, giờ pha sữa bao nhiêu độ? Và sữa hả? Bao nhiêu độ nha, là chính xác nha. Và sữa thì khoảng tầm 30 độ thôi. Chắc không? Chắc.
Chào Tân. 40 độ, 40 độ. 40 độ hả? 40 độ chứ 30 độ thì là nó còn hơn. Thế này là học sinh rồi. Thế này là học sinh rồi. Vậy thì đa phần là buổi đêm là anh chăm hai mẹ con luôn. Có cái lúc nào đó mà là anh mệt mà anh kiệt sức luôn không? Tại vì thật ra mà nói nha, em đã từng trải qua cái cảm giác mà là chăm vợ và chăm con. Lúc mà là cả ông bà nội và ông bà ngoại không có rảnh á, mà mình phải thầu hết luôn á, mà mặc dù là mình đã làm việc rất là mệt đi về nhà rồi mà phải chăm, thì cái đó là trách nhiệm của mình. Có bao giờ anh rơi vào trường hợp đó không? Thực ra thì nếu mà để chăm về buổi đêm ấy thì em sợ nhất đấy khoảng thời gian từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng. Lúc ấy trẻ con mà bé nó dậy thì nhất là cho bú, và thứ hai là mắt mình lúc ấy là nó trong giai đoạn là nó buồn ngủ lắm rồi. Là bắt đầu cứ mắt nhắm mà mở không cho bởi vì bé uống cái bầu sữa mà. Là cứ cho vào miệng bé là bắt đầu là ngủ gật rất là nhiều lần. Cảm thấy lúc đó là cái khoảng thời gian mệt nhất. Mệt thì mệt, nhưng mà vẫn nên cái sức mạnh của một người bố nó vẫn là tuyệt vời hơn cả. Nói chung thì khó khăn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt thiên thần này qua hết được cái gì thì wow cái đó. Phải công nhận nha, cái mùa Covid vừa qua nó phải gọi là nó tán vô mặt mấy anh em mình mấy cú quá mạng thiệt. Đối với riêng bản thân em đây nha, là gặp về vấn đề kinh tế là cái chuyện khỏi phải bàn luôn. Hầu như ai cũng bị mà. Đúng vậy, không biết là anh có gặp khó khăn về kinh tế trong cái khoảng thời gian mà mùa Covid không? Và liệu rằng nó có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng cuộc sống cũng như là gia đình của anh không? Về cái mùa Covid vừa rồi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là trong quá trình đó thì mình vẫn phải linh động thôi. Mà mình không linh động thì gia đình này, con cái này, rồi xoay sở cuộc sống lấy đâu ra. Đó. Mọi thứ nó có từng vượt khỏi tầm tay của anh hay không? Tại vì em biết chắc chắn luôn nha, đối với lại những khó khăn, dù một người đàn ông mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa sẽ có những lúc trùng tay. Cũng có. Sợ nhất là cái lúc mà hai vợ chồng mà nói chung là tranh luận về vấn đề kinh tế, về vấn đề tiền bạc và vấn đề nuôi con. Sợ nhất cái khoảng thời gian đó. Còn tất cả những cái mà bên ngoài, tiền thì có thể mình người ta hay nói là đấy có thể kiếm được, nhưng mà sợ nhất là cái tâm lý của hai đứa nó không vững vàng để nó xảy ra cái xích mích. Như anh nói bây giờ chưa cần vấn đề từ tiền bạc nhé, về vấn đề con cái nhé. Bây giờ em mà cứ một người thôi, em bế con, em pha sữa, em thay tã liền trong một cái vòng tuần hoàn tụt đi liên tục, cảm thấy stress lắm và cảm thấy căng thẳng quá thì chúng ta sẽ gây ra cái ức chế cho nhau. Và anh chính là cái người mà là bế con và thay tã cũng cả như hai, thực ra cả hai chứ. Bởi vì vợ chồng phải luân phiên nhau, đứa sáng đứa tối đó. Để cho nó cảm thấy nó đỡ cái giảm ức chế, nhưng vẫn bị à em ạ. Thì anh bây giờ còn nhiều khi anh còn có một cái động thái đó là trốn khoảng tầm 2 tiếng đi đá bóng. Mình cũng tham gia một vài đội bóng mà. Em trốn 2 tiếng đi đá bóng mà đúng là nếu mà đá bóng xong về đúng là cảm giác nó giảm căng thẳng rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà lúc anh đi đá bóng đó thì là anh có biết là ở nhà vợ mình đang đánh giật với lại con mình như thế nào không? Bởi vì lúc ấy là anh phải biết là lúc phải là có ông bà ngoại ở đó, có mới trốn nữa. Có điểm tựa rồi. Chứ không nếu mà vợ rồi công việc nhiều quá thì cũng về thôi. Lúc ấy là ăn một quả. Ăn một quả này nghe hơi bị mệt tay luôn đó. Ông quả trả cục vàng rồi. Giờ nếu như mà là đặt câu hỏi nha, những thứ mà là khiến cho một ông bố trở nên dễ cọc nhất thì mọi người sẽ nghĩ ra cái gì đầu tiên? Em là con khóc là cọc đó, giống như cái khoảng thời gian đầu tiên á. Tại vì đối với lại đứa đầu tiên thì là tụi em hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Và với cái việc là phải thức khuya đó, anh cũng trải qua rồi đấy nha. Mà phải chăm như vậy á, thì lúc đầu thì mình từ từ mình quen được, nhưng mà là chắc chắn luôn á nha, ông nào cũng phải trải qua một cảm giác là chỉ cần con ré lên thôi là mình rất là khó chịu luôn. Là mình muốn chạy trốn khỏi cảm giác đó. Đúng rồi, nói em, nhưng mà con khóc lâu, còn nếu mà nó mà vừa khóc mà mình đã dỗ dành rồi hay mình cho nó bú ấy thì anh cảm thấy nó vẫn mình kiểu nhưng, như tự hào mình vừa làm được cái việc gì đó thành công. Nhưng mà con nít mà nó vừa khóc đâu thấy nào anh dỗ anh nín liền đâu, nó phải khóc hoài, khóc dài lắm. Đấy, anh sợ nhất là kiểu khóc dài mà anh cứ nó bế nó rồi nó không chịu nín khóc thì đúng là nếu có tầm 10 phút thì thôi đời anh cố định. Trời ơi, em cũng đã từng trải qua những cảm giác, nhưng mình rất là muốn ngủ
nhắm mắt cái thôi là oé, nhắm mắt cái thôi là oé, trời ơi cọc lắm luôn á chứ. Nhưng mà là đó là một cái cảm giác mà là tất cả các ông bố nên trải qua một lần trong đời, bởi vì phải có những cảm giác đó thì chúng ta mới thực sự nâng niu, cũng như là hiểu à cha mẹ mình hồi xưa nuôi nấng mình nó khổ cỡ nào, bây giờ là mình đang lặp lại những cái điều đó cho con của mình, và quan trọng hơn hết là mình vẫn luôn mong muốn cho con của mình những gì mà mình không có hồi nhỏ. Em cũng đang trong quá trình đó, từ cái lúc mà vợ mang bầu cho tới cái lúc mà sanh con đẻ cái và sống tới bây giờ, có kỷ niệm nào mà khiến anh nhớ nhất không đối với lại gia đình của mình? Gia đình nhỏ của anh. Dạ đúng. Nếu mà để kỷ niệm mà đáng nhớ nhất thì có hai kỷ niệm thôi. Ừ. Đó là lúc mà ở Hà Nội, lúc ấy là bắt đầu là nhanh nhẽ ra một thằng cu, và cái lúc mà đứa con của anh vừa bắt đầu ra đời. Lúc mà mình cái khoảng thời gian mà khoảng tầm 8 tiếng mình đứng ngoài mình nhìn nó, một cái cảm giác chờ đợi, một cái cảm giác mà nâng niu, và như là mình như là mình đang tạo ra một thế giới. Tạo ra thằng con nhưng mà lại tại như tạo ra một thế giới. Lúc cái cảm giác sướng đó, cứ vui lắm. Và bây giờ thì tất nhiên nó đi thì cũng phải nó ngược lại đúng không? Trong cái quá trình chung sống mà phải có những cái gì đó mà nó khiến mình phải bận tâm. Bây giờ là mình tới cái phần là vợ tôi vô số tội anh. Ứng dụng NetLove chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. NetLove kết nối tình yêu. Trời anh vợ cái gì đó không? Nhiều lắm. Bây giờ thấy khó chịu cái gì là bây giờ mình xả nè. Ngày nào cũng có tội lên sóng hay bà về bà vặn cổ mình à? Thấy anh luôn, không này bạn. Không này bạn. Không này không lên sóng. Hả? Không này không lên sóng. Cắt riêng thôi. Cắt khúc này. Cắt riêng ra mà là gửi cho ai thì không biết. Cắt riêng khúc này gửi mail vợ anh thôi. Tôi còn nặng nề hơn. Nói chung là vợ thì là một người tốt, tốt tính. Đây là cái hôm nay ngọt nha. Ok, lắm đường trước rồi đã. Đây. Song song với sự tốt tính thì có một sự là nắm mồm. Nắm mồm. Đó. Nhiều đúng không? Mình nắm mồm đấy, nặng nề quá nhỉ. Đấy, bạn nghe từ này có vẻ hơi nhiều lời đi. Hơi nhiều lời. Ừ. Đó. Hơi nhiều lời và nhiều khi có những cái tình huống mà vô lý mà đổ hết tội trạng hết cho người chồng. Đấy. Và một người chồng ức chế, mặc dù một người chồng này rất là hiền lành và ít nói. Nhưng mà những đấu tội cho anh có dám cãi không? Quan trọng là tình huống như thế nào. Giữa trong lòng mà... Quan trọng là tình huống cụ thể là như thế nào, hiểu không? Chứ bây giờ tức thì bạn đàn ông cũng phải chịu rồi. Mới gần đây thôi. Là gì? Là mình nói chung là về một cái vấn đề mình không có nói gì hết mà bà ấy đổ cho mình. Bà đổ cho là tại vì anh nói là phải làm như thế này mà tôi làm, ý là lúc ấy là xưng anh tôi rồi đấy. Và tôi làm bây giờ anh lại còn thái độ với tôi. Và rõ ràng mình cứ cả ngày ấy mình có nói câu gì đâu. Đó là một cái vấn đề chế mà theo kiểu nó như nào nhỉ? Hay có khi nào đó là một trong những cái cách mà hâm nóng tình cảm mà chị em nghĩ ra không ta? Nói chung nhiều chiêu lắm, phụ nữ nhiều chiêu lắm, mình không biết được đâu. À xong rồi cuối cùng biết sao? Đến tối về âu yếm em yêu chồng lắm rồi. Chiêu quá, chiêu trò. Chiêu không? Cái đấy có phải là chiêu không? Cũng gần hơn một mỗi chiêu trò mình không biết được. Cái thì mình thì ngồi nằm yên là mình cũng nói chung dễ bị siêu lòng. Đúng rồi, mình đàn ông mà dùng vợ mình nói cái như mình siêu, mình ngọt liền luôn à. Siêu lòng mà chỉ cần đụng chạm âu yếm vút ve cái thì hết. Bây giờ còn không nhớ, cái tình huống vừa ấy, chỉ là nhớ một cái tình huống mà không nhớ, bây giờ còn không nhớ rõ ràng nữa nhỉ, bởi vì mấy cái vút ve. Vút cái quên hết trơn rồi, vút cái quên dặn hết trơn. Đây, hỏi riêng thôi nha. Ừ. Lúc mà là sanh xong đúng không, kiên trì nhiều ấy lại. Chuyên đến giờ cũng đã làm gì đâu. Bây giờ cũng đã làm gì đâu. 2 tháng 20 ngày đã làm gì đâu. Là chưa làm gì hết luôn không? Đấy chưa. Chết tôi luôn. Bây giờ đàn ông có sức chịu đựng rất là ghê. Cái này nhiều khi vậy mà. Đúng vậy. Ngọc trai biết không? Nhiều khi là bây giờ cứ dồn tâm trí vào cho con cái ấy. Mệt thì làm ăn gì nữa. Từ đêm tối thì chăm con. Động chạm gì vợ đâu. Nói vậy đó nhưng mà đồng chồng vợ đâu. Có bây giờ hai vợ chồng có một cái tín hiệu riêng kiểu như là bực đi xanh nem dài quá nhanh. Bây giờ có nhiều người cứ lại cái kêu một cái là biết, thấy không?
hai vợ chồng có dấu hiệu điên? Có mấy lần khèo ấy, nhưng mà khèo không được. Và thằng con bên cạnh anh cho một con này. Ê khổ ha, liền con cản. Tính ra thì là trai cũng vậy nè, tại vì á đôi lúc á là để cho con ngủ trong cái nồi riêng, nhưng mà là đôi lúc á là dù là những lúc mà là bé không được khỏe đó, nó đang đó. ôm nó đang sướng, bây giờ ôm vợ nhiều khi không sướng mà ôm con. Này chắc nghĩ cho em nói lại á, thì ra em muốn cắt rồi mà, anh được cắt rồi không giao đồ chưa đâu anh ơi. Dạ, không, còn, bây giờ tới anh nè, bây giờ tới anh nè tới gì sao anh vậy? Bây giờ ở nhà anh có hay làm chị buồn không, hay là anh làm gì sai với chị hay không thôi, kiểu như giờ là anh thấy là mình có cần thay đổi cái tính tình gì không? Bây giờ lên một người bố học sinh rồi, anh nghĩ rằng là mình nên thay đổi là mình ít chơi lại tí, tức là mình ham chơi vào một cái chủ đề gì thì mình hay sâu và mình ít ra dành cái sự quan tâm cho vợ, thường xuyên là vợ. Bây giờ thì có con rồi nên anh nghĩ là anh phải sửa cái tính đó. Chẳng hạn như ngày xưa anh một tuần thì anh đi chẳng hạn đi chơi hoặc đi đá bóng thì còn tầm 4 ngày, giờ thì phải bớt lại một tuần ngày thôi. Đó, thế là cũng được, hợp lý đúng không? Thì cái này cái gì nó cũng phải là thay đổi từ từ, chứ đâu thể nào mà là bỏ liền được. Đúng rồi, đâu phải sớm chiều bỏ liền đâu. Như Tân nè, bình thường tuần đi đá bóng mấy ngày? Tuần đá 4-5 ngày á. Thì bây giờ cũng đi trang vậy đúng không? Thì bây giờ cũng 4-5 ngày mà. Cho đi. Đấy thì đây cũng không cho đi. Thì anh là cũng không được cho đi đâu Tân, nhưng mà mình phải trốn. Lén. Trốn rồi anh đi ra đây cà phê 2 tiếng. Đó.